Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin hãy kính chào thảy các anh em. Amen. Chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa. Chúng ta dỡ ra trong Phúc âm Luca đoạn 22. Phúc âm Luca đoạn 22, từ câu 28 cho đến câu thứ 38. Xin mời chúng ta đồng đứng lên. Tôi xin đọc lời của Chúa. Phúc âm Luca đoạn 22, từ câu thứ 28 đến câu thứ 38. Các con, tôi đọc theo bản truyền thống hiệu đính. Các con đã gắn bó với ta trong những thử thách của ta, nên ta ban vương quốc cho các con cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các con được ăn uống chung bàn với ta trong vương quốc ta và được ngồi trên ngôi để phán xét 12 bộ tộc Israel. Hỡi Simon, Simon, này Satan đòi sàng sải các con như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ. Phi-e-rơ thưa, thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù, đồng chết với Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp, hỡi Phi-e-rơ, ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết ta. Ngài lại phán, khi ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bì, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không? Các môn đồ thưa, không thiếu gì cả. Ngài phán, nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo. Ai có bao bì, cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. Vì ta bảo các con, lời kinh thánh này phải được ứng nghiệm trong ta. Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp. Thật vậy, lời chép về ta đang được ứng nghiệm. Họ thưa rằng, lạy Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán, thế là đủ. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng ngồi. Sáng nay với 11 câu kinh thánh này, chúng ta cùng có một cái chủ đề trong mùa, tôi gọi là mùa, chứ tôi không gọi là ngày thường khó, mà tôi gọi là mùa thường khó, mùa phục sinh 2024. Chủ đề mà chúng ta cùng nhau lắng nghe, cùng nhau suy gẫm, đó là Chúa biết sự yếu đuối của mỗi một chúng ta. Tôi xin lặp lại cái chủ đề. Đó là Chúa biết sự yếu đuối của mỗi chúng ta. Rồi trước khi ta nghe lời của Chúa thì ta biết rằng nếu theo hành trình của sự thương khó thì ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi gọi là thứ năm đó. Và đây là chặng đường mà Chúa Giê-xu bắt đầu đi vào sự thương khó. Ngài đi vào cái chỗ, Ngài đi vào Gethsemane. Gethsemane được gọi là bàn ép rượu nho. Ở đó Chúa Giê-xu ở trong sự, một là chọn làm theo ý muốn của cha, hai là chọn làm theo ý muốn của chính mình. Và chúng ta thấy rằng khi Ngài chọn làm theo ý muốn của cha thì Kinh Thánh nói rằng mồ hôi của Ngài đổ xuống như giọt máu trên đất. Anh em, khi ta làm theo ý muốn của Chúa đó, nó khó lắm, trả giá lắm anh em. Nhưng mà làm theo ý muốn của con người nó dễ ôm mà. Nhưng mà cái dễ đó nó đưa chúng ta đến cái chỗ chết về nghĩa thuộc linh rất nhanh, và ngay cả nghĩa thuộc thể nữa. Có những anh em đã vội vàng làm theo ý muốn của mình ra khỏi nơi chốn này, và thế là mãi mãi và mãi mãi tôi không còn nhìn thấy mặt họ trên đất này nữa. Và ngày hôm nay, chiều tối hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu lễ tiệc thánh đầu tiên trong chức vụ của Ngài. Và trong buổi tiệc thánh đó có những nhân vật chúng ta biết phải không ạ?
có dấu hiệu của cải phản Chúa ở đó. Và rồi sau lễ tiệc thánh, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đi vào vườn Gethsemane, có phải không? Và kẻ phản Chúa bắt đầu lộ diện. Và những điều gì Kinh Thánh nó tiên tri về chức vụ của Chúa Giêsu, hay Chúa Giêsu nói trước về cái chết của Ngài đã bắt đầu ứng nghiệm. Cho nên chúng ta tiếp tục giữ mình trong sự nhớ đến Chúa. Amen. Amen không ạ? Trong sự nhớ đến Chúa. Tối hôm qua theo hành trình thì Chúa Giêsu để tiệc thánh, và tối hôm nay là trong vườn Gethsemane. Và Ngài bị giải đến quan thống đốc tối hôm nay. 12 giờ khổ nạn, và theo giờ Do Thái thì là 3 giờ chiều Ngài tắt hơi thở cuối cùng ở trên thập tự giá vào ngày thứ sáu, phải không? Và bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ học điều gì qua sứ điệp hôm nay, đó là Chúa biết sự yếu đuối của mỗi chúng ta. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đang trên con đường lên Jerusalem lần cuối cùng. Chúng ta đã học, và tại đó Ngài dọn dẹp đền thờ, chúng ta đã học trong Phúc âm Matthew đoạn 21, phải không ạ? Phải không ạ? Và bây giờ chúng ta thấy rằng là đang lúc như thế này thì Chúa Giêsu nhìn thấy họ cãi vã với nhau. Điều này tôi cũng đã chia sẻ rồi, đó là họ hơn thua với nhau. Họ nói ai là người lớn, ai là người có quyền thế, ai là người có quyền lực trong đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu bây giờ, hay ngày hôm nay, ai là người có quyền, có thẩm quyền lớn nhất của giáo hội, mục sư hội trưởng, mục sư tổng quản nhiệm, hay là người có quyền ở trong mục vụ giải cứu này, ai là người có quyền trong gia đình của chính mình, ai là người có quyền trong buôn làng của mình, ai là người có quyền lớn nhất trong hội thánh của Chúa. Các sứ đồ họ tranh cãi với nhau, và Chúa Giêsu nói về sự phục vụ. Và tôi đi nhanh đến câu 28. Đứng lúc Chúa Giêsu chứng kiến, họ không quan tâm đến sự thương khó của Ngài. Đó là bài giảng tôi đã từng giảng cho anh em. Và dường như họ đang tìm kiếm địa vị, họ đang tìm kiếm sự tôn trọng lẫn nhau, phải không ạ? Họ đang tìm kiếm sự vinh hiển. Và thầy của họ là Giêsu nói gì ạ? Các con đã gắn bó với ta trong những thử, trong những thử thách của ta. Anh em, Chúa Giêsu nói một cái lời mà dường như họ không bao giờ để ý. Đó là 3 năm rưỡi các môn đồ đi theo thầy của mình là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chút xíu nữa bị đẩy xuống núi, họ cũng chứng kiến, phải không? Chúa Giêsu bị người ta chửi, bị người Pharisee bắt từng lời nói, bắt từng lời giảng dạy của Ngài. Họ nghe không? Họ nghe. Chúa Giêsu là thầy của họ, cũng ăn những cái bánh phép lạ do chính Ngài làm ra. Amen. Họ thấy Chúa Giêsu thầy của mình đi trên mặt nước. Họ thấy Chúa Giêsu bị vây, bị bắt, và đám đông muốn đưa Chúa Giêsu lên làm vua. Và Ngài trốn. Họ đi qua nhiều sự bắt bớ, họ đi qua nhiều sự thách mà thầy của họ đã chịu. Amen. Và họ không bao giờ nghĩ rằng họ đã gắn bó với thầy của mình trong những hoạn nạn đó. Và chắc chắn Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ để cho ai đó, trong đó có tôi, có anh em, là những con người sẵn sàng gắn bó với Chúa trong những giờ thử thách. Chúng ta tin Chúa, chúng ta bị bắt bớ. Amen. Chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ trả nhiều cái giá. Và anh em, Chúa Giêsu nói gì? Cái phần thưởng cho những con người gắn bó với Chúa, đó là ta nên ta ban vương quốc cho các con, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy. Anh em, một lần nữa chúng ta nhìn thấy, không phải những người tin Chúa là hưởng được vương quốc đâu, là nước thiên đàng đó. Không phải những người ở trong nhà thờ, đi nhà thờ trung tín, hay là những người ở trong ban thờ phượng, hay là những người giảng dạy như tôi, là nói rằng chúng ta được quyền ở trong vương quốc, không. Một lần nữa ta nhìn thấy rằng
để tôi và anh em được Chúa ban cho vương quốc, hay còn gọi là nước thiên đàng, thì tôi và anh em phải đi qua nhiều sự thử thách. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Nhiều sự thử thách. Bao nhiêu người ý thức rằng chọn đi với Chúa là chúng ta chọn thử thách. Chọn đi với Chúa là chúng ta chọn sự chịu khổ. Nhưng ngày nay vẫn nhiều người chọn chủ nghĩa thịnh vượng, phúc âm thịnh vượng. Tôi không bao giờ cho phép bất cứ một quyền lực nào lấy ra khỏi tâm trí của tôi và tâm lòng của tôi. Đó là sự chịu khổ vì cơ đấng Christ. Tôi đã xác định rồi. Tôi không tìm kiếm sự sung sướng cho mình. Tôi không tìm kiếm sự an nhiên cho mình. Nhưng mà tôi biết rằng khi tôi đi với Chúa Cứu Thế Giê-xu, dặn đúng lời của Đức Chúa Trời, tôi sẽ bị bắt bớ. Nhưng tôi tin rằng khi tôi trả cái giá đó, hai anh em trả cái giá đó, và những người đang theo dõi bài giảng này trả cái giá đó, chấp nhận vác thập tự giá mà đi theo Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ ban vương quốc thiên đàng cho chúng ta y như Cha đã ban cho Ngài. Amen. Vương quốc thiên đàng mà Cha đã ban cho Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu cũng ban cho tôi và anh em cùng một vương quốc đó. Không có vương quốc thứ hai. Amen. Đó là phần thưởng lớn lắm anh em. Nhưng có nhiều người đã trật ra khỏi vương quốc. Có một mục sư Hàn Quốc, ông cũng làm công tác từ thiện. Ông xây dựng nhiều trung tâm cho những trẻ em mồ côi. Ông xây những bệnh viện dưỡng lão tại Hàn Quốc. Ông có rất nhiều tiền và ông làm thiện nguyện nhiều lắm. Một ngày kia ông bị tai nạn và ông chết. Khi ông bị tai nạn ông chết thì ông được Chúa cho lên thiên đàng kinh nghiệm vương quốc của Chúa. Và ông gặp một vị thiên sứ. Thiên sứ nói rằng là ngươi có muốn ta dẫn ngươi đến cái nơi mà Chúa Giê-xu đã nói rằng ta đi ta sẽ sẵn sàng cho ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta không? Và vị mục sư này nè, thích lắm. Ông nói dạ, dạ được, dạ được. À, thiên sứ dẫn tôi đi đi. Và trong một tích tắc, vị thiên sứ đó được, xin lỗi, vị mục sư được thiên sứ đem đến những cái tòa nhà đẹp lắm anh em. Và trước tòa nhà đều có ghi tên, thí dụ mục sư John Wesley, mục sư Chuck Finney, những tôi tớ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và vị mục sư nói, ủa, khi nãy giờ tôi mong cái nhà của tôi, sao tôi không thấy? Và vị mục sư này bắt đầu phân bua và giải thích cho vị thiên sứ rằng tôi ở dưới đất á, tôi làm nhiều công, tôi xây nhiều trung tâm cho những thiếu nhi mồ côi, những thiếu niên dưới tuổi vị thành niên, tôi xây nhiều bệnh viện dưỡng lão, tôi dâng hiến rất nhiều tiền bạc và tôi có rất nhiều bằng cấp, tại sao tôi không có nhà ở trên thiên đàng? Thiên sứ nói đúng rồi, ta biết, ta nhìn thấy rất rõ trong nhà của ngươi có nhiều cái bằng cấp của xã hội khen ngươi. Vị mục sư này dâng hiến để làm cái này, và vị mục sư này đã xây nhà này cho trẻ em mồ côi. Nhưng mà tất cả những con việc con làm đó không có được ghi ở trong thiên đàng. Và chúng ta biết, thiên sứ tiếp tục chỉ những ngôi nhà mà ông thấy đó. Tôi tớ của ta đã hy sinh cả cuộc đời, không có một bằng cấp nào, không có một cái bằng khen nào của những con người ở trần gian cả. Và các tôi tớ mà con thấy đây, mà ngươi thấy đây, Cha của họ là Đức Chúa Trời, vinh danh họ. Amen. Và vì mục sư đã khóc với Chúa nhiều lắm, khóc rất nhiều. Và ông nói với thiên sứ, xin Ngài dẫn tôi đến gặp Chúa, tôi xin một điều thôi. Và thiên sứ dẫn ông đến gặp Chúa và ông xin Chúa một điều đúng, đó là xin cho con có cơ hội sống lại, trở về lại với trần gian. Và con hứa với Chúa rằng con không làm bất cứ điều gì để tìm kiếm cái tiếng tăm cho con, mà con sẽ làm tất cả mọi điều cho danh vinh hiển của Ngài. Amen. Làm việc cho Chúa, làm việc vì Ngài, khác làm việc vì cái bụng mình.
Amen. Vì danh lợi quyền của mình. Và tôi chọn cái giá đó anh em. Tôi chọn Chúa Giêsu. Và anh em nhìn điều gì ở đây? Tại sao Ngài hứa ban vương quốc? Phần thưởng cho sự thử thách, phần thưởng cho sự chịu cực, chịu khổ. Amen. Amen. Câu 30, để các con được ăn uống chung bàn với ta trong vương quốc. Ta. Amen. Chúa không muốn mất bất cứ một sứ đồ nào. Cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Chúa muốn tất cả đều đã gắn bó với Ngài trong những giờ thử thách Ngài chịu. Và đặc biệt giờ sắp đến. Amen. Amen. Giờ sắp đến là giờ khắc nghiệt nhất trong 3 năm rưỡi. Giờ mà người ta nói gì? Tất cả mọi học trò của Chúa bỏ Ngài và để một mình Ngài cô đơn. Amen. Có phải không anh em? Mọi người đều xa lánh Ngài. Khi Ngài chưa bị bắt, ai cũng gần Ngài cả. Khi Ngài chưa bị bắt, ai cũng cần cái tay của Ngài để chữa lành, để giải cứu cho tôi nghe chứ. Amen. Khi Ngài chưa gặp thử thách khắc nghiệt trong vườn Gethsemane thì ai, đám đông đều vây kín Ngài. Nhưng khi Ngài bị bắt, đám đông đó trở nên phản bội Ngài. Amen. Và chúng ta nhìn thấy Chúa không muốn mất một sứ đồ nào cả. Ở bài học cho tôi và năm đó, Chúa không muốn mất anh em và Chúa không muốn mất tôi ở trong vương quốc của Chúa. Chúa muốn ăn chung bàn với ta, với chúng ta ở trong vương quốc của Ngài. Amen. Amen. Anh em phải thấy tấm lòng của Chúa. Đó là ngày đến, không phải ở trên đất này mà thôi. Nhưng mà ngày đến, Ngài muốn thấy tiếng có ngồi ở trong bàn với Ngài hay không. Ngày đến Ngài có muốn nhìn thấy, Ngài có nhìn thấy Khải hay là Hòa hay là Bình hay là chính tôi có ngồi chung bàn với Ngài hay không. Điều này cho ta thấy rằng Ngài không muốn mất ai cả. Amen. Và không phải chỉ ngồi chung bàn. Anh em, ăn chung với người nổi tiếng. Ba người ở đây mừng nè. Ăn chung với người nổi tiếng. Chúng ta thấy người ta rất là thích những người nổi tiếng. Người ta xin chữ ký này. Phải không? Rồi người ta chụp hình chung này, selfie. Mình nổi tiếng mà. Rồi mình đưa hình ra khoe này, tôi chụp hình với người nổi tiếng không? Tôi được ăn ngồi, ăn chung bàn với người nổi tiếng không? Ai cũng thích phải không ạ? Nhưng mà anh em, không phải chỉ dừng ở đó. Chúa ban vương quốc không phải để tăng mồi, hiệp một với Chúa, để tận mắt chúng ta vui hưởng sự diện của Chúa. Amen. Trong từng bữa ăn. Hallelujah. Nhưng còn để chúng ta được ngồi trên ngôi để phán xét. Anh em, ồ, đây là một đặc quyền không nhỏ. Chúng ta được đồng cai trị với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho tất cả chị, amen. Chúng ta đồng cai trị. Tôi muốn đưa ra để chúng ta nhìn thấy, khi chúng ta còn ở tuổi thiếu niên, thành niên, chúng ta chưa biết gì cả về hôn nhân. Và chúng ta ăn chơi, chúng ta gặp ai chúng ta cũng yêu, chúng ta gặp ai chúng ta cũng sống thử trước hôn nhân. Chúng ta chưa nhận thức về hôn nhân là gì. Phật. Chúng ta chưa nhận thức được hôn nhân là gì. Chúng ta nghĩ rằng hôn nhân giống như con gà trống gà mái vậy thôi. Và rồi khi ta bước vào hôn nhân, có nhiều người đã không cai trị được hôn nhân của mình bằng nhiều cách khác nhau. Có nhiều người chỉ lo làm, có tiền, đúng một cái hôn nhân gãy. Và thế là họ ôm một cái sự tổn thương rất lớn trong cuộc đời của họ. Có nhiều người chỉ làm và cứ nghĩ rằng người phụ nữ cần tiền, cứ đưa tiền cho họ là được. Anh em, người phụ nữ cần tiền nhưng đó không phải là cứu cánh của họ. Amen. Họ cần tình yêu nữa. Đừng ngộ nhận là có nhiều người
cứ nghĩ tình yêu đó là tình dục là số 1 trong hôn nhân. Không phải. Không phải. Và rồi cuối cùng hôn nhân họ bị gãy. Tại sao? Bởi vì họ không cai trị được, amen. Họ không hướng dẫn gia đình của họ được. Và tôi muốn nói để nhắc nhở anh em rằng ngày hôm nay anh em biết Chúa rồi, vợ anh em biết Chúa rồi, nhưng đừng bao giờ lầm tưởng rằng Satan không chọc ngoại hôn nhân của chúng ta. Nó càng phá hôn nhân của chúng ta nhiều hơn bao giờ hết khi chúng ta là người theo Chúa. Nó đã rất nhiều lần muốn phá đổ hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tạ ơn Chúa vì ân điển của Ngài và tình yêu của Ngài quá lớn. Amen. Amen. Và Ngài giữ chúng tôi. Và tôi cứ nghĩ lại những điều đó, tôi cảm ơn Chúa lắm. Bởi nếu không, tôi không còn được hầu vì Chúa nữa đâu. Xong rồi. Khi hôn nhân mình gãy đổ, mình sẽ giảng cho ai? Amen. Amen. Và chúng ta hầu việc trên nền tảng Kinh Thánh, chứ chúng ta không phải hầu việc Chúa theo kiểu Mỹ nha. Và tôi cảm ơn Chúa vì Chúa giữ hôn nhân của mình. Để rồi Chúa ban cho tôi ân sủng để tiếp tục được hầu việc Chúa, amen. Thì hôn nhân mình bị gãy đổ, mình sẽ nói cho ai nghe? Rất khó. Có phải không? Có phải như vậy không? Nói điều này, những anh em đã bị gãy đổ, xin đừng mặc cảm. Ân sủng của Chúa Jesus Christ vẫn đang chờ đợi chúng ta. Tất cả chị, amen. Amen. Cái sự đổ vỡ đó, Chúa sẽ hàn gắn lại và nó trở thành bức tranh khá nổi tiếng cho thế giới đã bị đổ vỡ. Amen. Đừng mặc cảm, đừng bị đình tội. Hãy tiếp tục vui hưởng ân sủng của Chúa. Và bây giờ tôi nói với em rồi, Chúa ban vương quốc cho chúng ta, đó là phần thưởng cho những con người đã đồng cam, chịu khổ, trông chờ thử thách của Chúa. Anh em có nhiều người lúc mà vui á, cái gì cũng oh yes, oh yes. Nhưng mà khi gặp thử thách, khi bị cắt tỉa, khi bị uống nắng, khi bị kỷ luật, khi bị la rầy, khi bị quở trách, chúng ta bỏ thầy chạy mất tiêu. Chạy mất. Anh em, tôi tin một điều rằng Chúa không bao giờ ban phần thưởng cho những con người hèn nhát như vậy, em hèn. Amen. Chúa muốn thấy tấm lòng của chúng ta là vì Chúa, cho tôi nghe chị, amen. Vì Chúa chứ không vì ai cả. Và khi mình vì Chúa được, là mình vì con người của mình được, Chúa sẽ ban thưởng cho mình. Và khi Chúa ban thưởng cho mình rồi, thì ai đó kết với chúng ta làm bạn, bạn đời đó, là vợ, rồi chúng ta có con cái, vợ con của chúng ta sẽ hưởng được cái phần phước, bởi vì Chúa đã thấy chúng ta trả giá như thế nào. Cho tôi nghe chị, amen. Cho nên em đừng xem thường những giờ thử thách mà Chúa cho phép nó xảy ra. Đừng xem thường những sự chịu cực chịu khổ vì cớ Chúa, amen. Đừng xem thường những sự bắt bớ mà Chúa cho phép nó xảy ra. Hãy chào đón nó, vì Chúa Giêsu cũng đi con đường đó mà. Ngài đội mão gai trước khi đội mão triều thiên vinh hiển. Tôi nói là có đúng không vậy? Ngài nói có rất nhiều người muốn đội mão triều thiên vinh hiển trước, muốn mọi người tung hô mình trước, mà không bao giờ chịu đội mão gai. Chúa Giêsu là một vị vua, và khi dân Do Thái, xin lỗi, lính La Mã bắt Ngài, và họ trói tay của Ngài lại, họ để trong tay của Ngài một cây, cái gì? Cây phủ việt phải không? Cây sậy. Vua, họ là ngươi là vua của dân Giu-đa phải không? Vua thì có cây phủ việt phải không ạ? Cây đó rất uy quyền phải không? Phải không hả ba? Rất uy quyền. Esther là vợ của vua, và bà biết rằng nếu bà vua, bà vào cung vua trái mạng lệnh, mà vua không dơ cái phủ việt ra, là đầu của bà dù là vợ vua cũng bị xử trảm. Và khi bà vào, sau khi ăn 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, bà bước vào, vua chồng của bà là đưa cái phủ việt ra, em ơi. Và bà tay bà chạm đến cái phủ việt. Tôi nói nhanh, trước khi Chúa trở thành một vị vua có uy quyền khắp thế giới này, amen, thì Ngài cũng phải chịu cây sậy, anh em. Để ngày hôm nay ai kêu cầu danh Chúa Giêsu được thì được cứu, thì Ngài phải vác thập tự giá phải không ạ? Vua mà,
Vua mà sao khổ vậy? Ngài đi con đường của thập tự giá, con đường có tên là Derorosa phải không ạ? Con đường của sự thương khó. Và Chúa ban cho họ nước vương quốc để chung vui với Ngài và để đồng với Ngài cai trị. Amen. Thật nghe chị amen. Thật nghe chị amen. Đừng để qua điều này. Và bây giờ ta thấy đang lúc Chúa nói như vậy đó. Chúng ta trở lại với Luca đoạn 22. Chúa nói về phần thưởng của Ngài dành cho những con người cùng với Ngài chịu thử thách. Bỗng dưng đến câu 31. Anh em Kinh Thánh phân tiêu đề để giúp chúng ta đọc và dễ nhớ. Nhưng nguyên bản Kinh Thánh không có câu. Đây là câu chuyện liên mạch với nhau. Amen. Chúa Giêsu đang nói cho các môn đồ, 12 sứ đồ, trong đó có cả Giuđa luôn. Các ngươi đã gắn bó với ta, đã cùng cam chịu khổ với ta trong những giờ thử thách của ta, nên ta ban vương quốc của ta cho các con. Vâng. Chúa xây lại, Chúa gọi đích danh. Hỡi Simon, Simon. Simon là ai vậy anh em? À, thế tôi muốn hỏi anh em tại sao Chúa không gọi Phi-rơ? Phi-rơ là tên Chúa đặt mà phải không? Và đây là thời điểm mà ông đã đi với Chúa được 3 năm rưỡi rồi mà. Amen. Amen. Và Chúa thường gọi ông là Phi-rơ, Phi-rơ. Nhưng tại sao ở đây Chúa không gọi là Phi-rơ? Vì Phi-rơ tiếng Hy Lạp là hòn đá. Nó lên cái độ chắc chắn phải không ạ? Nhưng Chúa gọi tên mà ba mẹ ông đặt. Đó là tên Simon. Simon có nghĩa là cây sậy. Anh em, Chúa gọi cây sậy, cây sậy. Thế anh em Phi-rơ giật mình không? Tôi tin là ông giật mình đó. Anh em, đây là lúc này Chúa bắt đầu nhìn thấy sự yếu đuối. Amen. Amen. Giữa lúc các sứ đồ đang hớn hở vì Chúa khen họ, các ngươi đã gắn bó ta trong sự thử thách của ta. Khen phải không ạ? Amen. Và Chúa nói về phần thưởng. Ta ban vương quốc của ta cho các con như cha đã ban cho ta, để các con cùng ăn uống với ta trong vương quốc đó. Hallelujah. Amen. Và để cùng với ta cai trị 12 chi phái Israel. Wow. Dường như các sứ đồ bay bổng. Bay rồi. Bay rồi. Bay như Huy vậy nè. Bay như Thánh vậy nè. Bay như Amin nè. Hả? Bay. Đi 3 năm rưỡi ông thầy ông khen được cái lời. Đã quá. 3 năm rưỡi ông chẳng cho mình cái gì. Bây giờ ông nói ông cho mình nước thiên đàng. Cũng được. Họ bắt đầu bay. Nhưng mà Chúa Giêsu rất là sâu sắc. Không phải Ngài nói Ngài cho là ai đó nhận được liền đâu. Amen. Amen. Bởi vì trước khi chúng ta một nhận điều gì từ nơi Chúa, anh em, hãy nhớ Chúa Giêsu đã trả cái giá đó. Amen. Và tôi và anh em phải có sự tranh chiến. Có trả giá không anh em? Có nhiều người nói là sự cứu rỗi nhận lãnh nhưng không. Đúng rồi. Nhưng mà một người tin Chúa phải trả cái giá, đó là gia đình bắt bớ, gia đình cấm ngặt, đúng không? Đúng không? Dòng họ có thể bỏ ta mà ta quyết định đi với Chúa. Và Chúa thấy ta trả giá vì Ngài. Amen. Amen. Và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Và chúng ta đi tiếp chúng ta thấy gì? Chúa nói hỡi Simon. Simon. Cây sậy. Cây sậy. Tôi tin rằng 11 sứ đồ còn lại biết rõ Chúa đang nói về ai. Chúa đang nói về Phi-rơ. Giống như sáng nay tất cả các con cùng thầy cũng biết rất rõ là Chúa gọi Simon đó là Phi-rơ. Chúa gọi cây sậy, cây sậy. Chúng ta hãy nhập vai là Phi-rơ đi. Tôi tin rằng Phi-rơ giật mình đó. Ủa, thầy mới khen trong đó có mình mà. Thầy hứa ban vương quốc của nước Đức Chúa Trời cho mình mà. Thầy muốn không mất mình mà. Thầy muốn mình ăn vui với Ngài. Amen. Và chắc chắn trong vương quốc của Chúa không có đồ Trung Quốc rồi. Phải không? Không có thuốc độc. Phải không ạ? Không có thuốc kích thích đó. Và không những thế thôi, còn ban cho uy quyền để phán xét cùng Ngài, làm việc với Ngài. Tuyệt vời quá. Và Chúa xây qua Chúa nói Simon, Simon. Tôi nghĩ Phi-rơ đang ngồi mà, đang vui hưởng mà. Amen. Cái lời khen của Chúa giúp mình. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra như thế này? Tại sao thầy không gọi mình là hòn đá mà thầy gọi mình là cây sậy? Bao nhiêu người ở đây biết thừa nhận rằng Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng ta. Từ tối hôm qua tôi cũng một lần nữa mất ngủ.
Sáng sớm này tôi thức giấc rất là sớm, tôi không ngủ được. Tôi nói thì mình ngủ không được, Chúa có chương trình cho mình. Tôi thức dậy rất là sớm. Tôi xúc miệng xong, tôi đi ra bên ngoài, tôi thờ phượng Chúa và cầu nguyện với Ngài. Chúa Thánh Linh đến với tôi. Và khi Ngài mặc khải điều này cho tôi rúng động, tôi sợ. Bởi vì không ai trong chúng ta dám nói mình mạnh mẽ đủ. Amen. Amen. Không ai trong chúng ta dám nói rằng mình đủ sự mạnh mẽ. Và khi tôi nghe vắng vẳng Chúa nói tôi thấy mình là một Simon. Tôi không biết anh em như thế nào, nhưng đối với tôi thấy mình là cây sậy. Amen. Cây sậy là gì anh em? Là loài giống như loài cỏ mọc ở ven sông đầm lầy. Gió mà mạnh á, nó nằm rạp ở trên xuống. Amen. Amen. Và rồi những người chăn bò, những người đi bắt cá dẫm đạp lên những cái sậy đó, phải không? Nó khi họ mượn cái đó để họ bước lên buồn, phải không? Để không bị lún, phải không? Anh em, đôi khi đời sống của chúng ta phản ảnh, đời sống của tôi phản ảnh không đúng với hình ảnh của Chúa. Đôi khi đời sống của chúng ta, cách sống của tôi làm danh của Chúa bị nói phạm lên. Người khác chà đạp Chúa của tôi giảng, của anh em phục vụ. Anh em hiểu điều tôi nói không? Và tôi cảm thấy mình là một cây sậy thật sự. Rồi cây sậy là gì nữa? Nó cứng không anh em? Nó cứng không? Nó dễ lắm, bẻ rốt gãy. Có phải không? Đôi khi chúng ta như thế này nè, nhưng mà ai đó đứng trước sự cám dỗ mới biết mình là sậy hay không sậy. Chào tất cả chị amen. Chào tất cả chị amen. Chỉ một chồng bóng đá, hai chai Coca-Cola thôi thì biết là cây trụ điện hay là cây sậy. Có đúng không các con? Có đúng không các con? Trước một gói cà phê, trước một gói mì tôm, trước một cái gì đó, trước cái điện thoại thì ta biết ngay là mình đổ bê tông hay là cây sậy, đúng không ạ? Đôi khi sự cám dỗ nó bẻ ta cái rột gãy liền. Có đúng không anh em? Có đúng không anh em? Thế thì ai cho chúng ta nói Chúa à, con không tin đâu, Ngài không bao giờ biết sự yếu đuối của con cả. Tôi tin với những ví dụ của tôi đưa ra, tất cả người ta đều thấy mình là cây sậy, phải không ạ? Có phải không ạ? Nó bị dễ bị bẻ gãy lắm, dễ bị chà đạp lắm, phải không? Dễ bị dẫm đạp lắm, phải không? Anh em chưa hết đâu. Chúa Giêsu đến hỡi Simon, và Chúa báo cho ông một cái tin tức rất là hung tin ở đây. Satan, thế Chúa không nói rằng là Tuấn Anh sẽ sàng sải ngươi như sàng sải gạo nấu cơm mỗi ngày. Chúa gọi đích danh cho Simon biết một hung tin cho cuộc đời của ông này, man. Và tôi tin rằng cái điều này ông cần bị rung động hơn nữa. Satan đòi sàng sải các con như lúa mì. Amen. Amen. Chúa nói lời này cho cả 11 sứ đồ còn lại nghe luôn đó. Satan nó đòi sàng sải hết. Họ vừa nghe Chúa Giêsu là thầy của mình khen họ xong rồi đấy. Amen. Bao nhiêu người chúng ta đã từng chết bởi lời khen của người khác rồi nào? Anh em, có nhiều người chết đứng luôn. Bay trong cái lời khen tặng của người khác. Và cái đó là sự kiêu ngạo thuộc linh, nó giết chết chúng ta. Và Chúa nói cho cả 11 sứ đồ còn lại nghe, Satan đòi sẵn sải các con như lúa mì. Câu 32. Chúng ta biết trước khi đi qua 32, bao nhiêu người ở đây biết cái từ sẵn sải ạ? Từ sẵn sải. Quê của tôi thì có những cái nia, cái nong đó. Người ta bỏ lúa lên nè, gặt lúa xong đó, trước đây không có máy móc hiện đại bây giờ, gặt lúa xong là bây giờ phải sải lúa để hạt lúa lép bay ra ngoài, hạt lúa chết, xin lỗi, hạt lúa chắc còn lại ở trong cái sàng, phải không ạ? Có phải không ạ? Anh em, khi mà Chúa nói với Phêrô, Chúa nói Simon, Satan nó đòi sàng sải các con như lúa mì sàng này, phải không? Hất lên như này, phải không ạ? Và những người phụ nữ quê tôi, trong đó có mẹ của tôi nữa, khi mà tung như thế này còn thổi để gì? Để những hạt lúa lép á, nó không có gạo trong nó bay ra ngoài. Anh em, chúng ta xem lại coi, mình là
hạt lúa chắc hay hạt lúa lẹt. Anh em tôi tin rằng Führer nghe điều này cũng lại càng rúng động nữa. Amen. Amen. Wow, mình đi với thầy 3 năm rưỡi nay. Mình đã từng đuổi quỷ. Ha? Phải không? À, mình đuổi quỷ. Mình cũng chữa lành. Vâng 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 vâng. Bây giờ thầy nói Satan đòi sàng sải. Nếu anh em là Simon đêm đó, anh nghĩ như thế nào? Anh em sẽ nghĩ như thế nào đây? Đòi sàng sải các con như lúa mì. Nhưng tin tức tốt lành là chỗ này, câu 32. Nhưng ta đã cầu nguyện cho con. Chúng nó các con đều bị Satan sàng sải đúng không ạ? Nhưng mà riêng Führer, Chúa có một ưu ái đặc biệt cho ông. Đó là Chúa cầu nguyện cho ông, phải không ạ? Amen. Không phải vì Führer gì cả. Thế nên tại sao Chúa dành sự ưu ái này vậy? Bởi vì Chúa thấy rất rõ đức tin của Führer yếu đuối lắm. Amen. Chúa thấy rất rõ đức tin của Simon giống như là cây sậy vậy đó. Dễ bị lung lay phải không? Gió bên nào ngã bên đó. Có phải không ạ? À, giống như Việt Nam mình có một câu gì? Đi với thầy chùa mặc áo cà sa, đi với cái chị đó mặc áo dây. Anh em, chúng ta không thể nào đóng một vai một nhân vật mà đóng hai mặt khác nhau. Đừng buổi sáng chúng ta đóng vai của Chúa, chiều chúng ta đóng vai Judas Iscariot. Amen. Đừng ở đây chúng ta gọi điện thoại về nói chuyện với vợ con của mình, nó như là sứ đồ Giăng vậy, đầy tình yêu. Nhưng khi về, chúng ta trở về với gia đình của mình, mình phản ảnh mình là một Judas Iscariot. Anh em, đừng đóng vai phản diện. Tôi không thích vai đó. Amen. Tôi thích giống Chúa. Tôi thích bước đi với Ngài và để trở thành giống như Ngài. Phải có thấy rằng Chúa nói rằng nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Anh em, mùa thương khó không phải chỉ nhắc đến roi và mão gai mà thôi. Nhưng mùa thương khó cũng là lúc mà chúng ta coi lại đức tin của mình có thiếu không. Bao nhiêu người thừa nhận rằng mình thiếu đức tin nào? Trước những thử thách, trước những khó khăn, trước những điều rất là cam go, bao nhiêu người rồi chúng ta thấy rằng wow, Chúa ơi, con thiếu đức tin quá. Con chưa đủ đức tin để tin phép lạ xảy ra cho con. Con ở đây nhưng mà con không có đức tin để tin rằng Chúa biến đổi cuộc đời của con, cho nên con ăn rồi con ngủ. Con không làm gì, con không có chịu mở lòng ra để cho Chúa làm cái gì cả. Anh em, đức tin là một chìa khóa rất quan trọng. Và gì nữa, ta đi tiếp. Vậy khi con quay trở lại, anh em, cái điều này loan báo chúng ta một cái tin rất nghiêm túc. Chúa Giêsu là thầy của Simon, rất quyền năng. Nhưng Chúa chỉ cầu nguyện để đức tin ông không thiếu thốn, chứ Chúa không giúp ông thắng chờ thử thách sắp đến. Amen. Amen. Chúa để sự thử thách thắng hơn Simon. Để gì? Để cho ông nhận biết sự yếu đuối trong ông như thế nào. Amen. Để ông sau khi trở lại cũng là sau khi ăn năn. Amen. Amen. Bản dịch cũ của chúng ta là sau khi ngươi ăn năn. Sau khi ngươi quay trở lại có nghĩa là ăn năn. Sau khi ngươi được tha thứ, sau khi ngươi được phục hồi, thì ngươi đừng làm cho anh em ngươi yếu đuối nữa, mà ngươi hãy làm cho anh em ngươi mạnh mẽ. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Trong chức vụ của tôi thấy có những anh em giống như Simon, yếu đuối, chối Chúa, bỏ Chúa và sa ngã. Nhưng sau khi họ trở lại, họ đã thật lòng giơ cậy Chúa và họ được phục hồi và họ làm cho anh em mạnh mẽ. Amen. Tại sao có câu này anh em? Tại sao Chúa nói là sau khi ngươi trở lại, ngươi phải làm cho anh em ngươi mạnh mẽ? Tại sao vậy? Thế anh em biết rằng khi Führer, xin lỗi, Simon chối Chúa, những sứ đồ khác biết. Biết không? Biết không? Biết. Thế thì khi ai đó phạm tội lại, chơi ma túy lại, bóng bánh trở lại, theo chúng ta rằng tất cả mọi người đều biết người đó như vậy không? Thì dấu hiệu để có người đó ăn năn thật sự, đó là người đó phải làm cho người khác mạnh mẽ. Người đó phải sống để cho người khác thấy rằng trước đây tôi là vậy đó, tôi xấu như vậy đó, tôi phạm tội một lần, hai lần, ba lần, nhưng bây giờ
tôi đã ăn năn, tôi đã quay trở lại với Chúa Giêsu và Ngài đã phục hồi tôi. Amen. Cho tôi nghe chị amen. Và chứng minh cái sự phục hồi từ nơi Chúa cho cuộc đời của chính mình. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây? Câu 33. Kinh Thánh dùng từ hay lắm. Chúa thì gọi ông bằng Simon, nhưng mà Kinh Thánh dùng cái từ chỉ về từ xưng hô về Simon. Và Kinh Thánh dùng từ gì ạ? Phi-e-rơ. Chứ Kinh Thánh không có dùng cái từ là Simon. Amen. Amen không ạ? Điều này chúng ta thấy rằng Simon Phi-e-rơ không nhìn thấy sự yếu đuối của ông. Ta tặng anh chị amen. Ông vẫn nói gì? Hòn đá thưa rằng Chúa gọi nhầm tên con, từ nãy giờ con tôn trọng Chúa, con không phản đối đó. Chính Ngài đặt tên cho con là hòn đá, được gọi là Phi-e-rơ mà. Amen. Amen. Còn tên Simon của là ba mẹ con đặt, tại sao Chúa gọi con là Simon? Anh em thấy câu 33 một lần nữa chúng ta thấy rằng là cái sự kiêu ngạo ở trong chúng ta nó cực kỳ tinh vi. Bao nhiêu người thừa nhận rằng sự kiêu ngạo trong tôi và em nó tinh vi lắm? Rất tinh vi. Ở đây chúng ta nhìn thấy không? Chúa nói, Simon, Satan đòi sẵn sàng các con như lúa mì, nhưng ta cầu cho con để đức tin con không thiếu thốn. Vậy sau khi ngươi quay trở lại, hãy làm mạnh mẽ anh em mình. Nhưng mà Simon Führer không chấp nhận. Anh em thấy rằng dường như ông cãi lại với thầy của mình phải không ạ? Có phải không anh em? À, Phi-e-rơ thưa gì ạ? Hòn đá thưa, thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù, đồng chết với Chúa. Anh em thấy ông tự tin không? Ông tự tin không? Chúa báo cái tin chết sắp đến rồi. Đời con sắp đến rồi đó con. Ta cầu nguyện cho con á. Đáng lẽ ông phải hạ mình xuống nói gì? Con cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp con để con vượt qua điều này hả? Nhưng ông nói, con đồng sẵn lòng, đồng chết, đồng tù với thầy. Anh em, bao nhiêu người chúng ta thấy rằng mình cũng có một cái căn bệnh mà cần phải được Chúa giải cứu chữa lành. Đó là cái bệnh mình tin vào mình hơn là tin lời của thầy là Giê-xu. Tôi hỏi lại nè, bao nhiêu người tin vào chính mình nhiều hơn là tin những điều gì Chúa Giê-xu dạy chúng ta? Cúc mình tôi giơ tay. Anh em, nếu mà chúng ta tin lời Chúa Giêsu hơn tin chính mình thì tôi nghĩ rằng không quay trở lại trung tâm nữa. Không quay trở lại trung tâm nữa. Amen. Anh em, người Việt Nam mình có câu cãi thầy núi đè. Chúa Giêsu là thầy của chúng ta. Phi-e-rơ một lần nữa cãi lời Chúa Giêsu. Ông không thật sự lắng nghe cái lời Chúa Giêsu mách bảo ông. Ông vẫn như trước đó rất là hăng. Amen. Amen không ạ? Ông đã từng đem riêng Chúa Giêsu ra. Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Có con ở đây mà ai dám đánh thầy? Có con ở đây mà ai dám xử thầy? Thầy thế này nào? Thầy nói tới đi. Con sẽ đến đứng trước nhà ngay. Ông tự tin hơn chính mình. Ông tự tin chính mình hơn là tin những điều gì thầy nói. Anh em yêu dấu, ta đi tiếp chúng ta thấy thấm lắm anh em. Trước cái lời tự tin này câu 34, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi Phi-e-rơ, ngươi nói như ngươi hòn đá phải không ạ? Ta bảo cho con biết nè, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết ta. Anh em, trước cái lời tự tin của Phi-e-rơ, Chúa Giêsu gọi là thẳng thắn luôn phải không ạ? Ngài không còn ốp ốp mơ mơ nữa. Ngài nói ngay đêm nay, trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Dân tộc nào cũng vậy anh em. Họ lấy tiếng gà gáy làm một canh phải không ạ? Có phải không ạ? Gà gáy theo canh đúng không ạ? Amen. Có nhiều người ngày trước đây anh em, mấy chục năm về trước, hàng trăm năm về trước đó, làm gì có đồng hồ? Làm gì có đồng hồ như tôi và anh em đeo? Làm gì có điện thoại rồi có đồng hồ lấy ra coi, hoặc là hạn báo thức? Không có. Tất cả mọi người đi lên đường, đi công tác hay đi xa, đi làm việc, đi ra đồng cày ruộng đồ, tất cả đều phải rất là tỉnh thức để nghe được tiếng gà gáy. Ta nghe chữ amen. Và họ nghe tiếng gà gáy, họ biết đó là canh mấy luôn. Canh một. Có phải không ạ? Canh hai. Tôi ví thôi. Rất tỉnh thức. Một người ngủ mê không nghe được tiếng gà gáy.
đúng không? Và chúng ta nhìn thấy này, Führer đã quá ngủ mê về niềm tin nơi chính mình. Cho tôi nghe chị amen. Có những người say mê cái bản chất của mình, say mê về cá tính của mình, say mê về cái trình độ của mình, say mê về tự tin chính mình, đến nỗi bỏ lời của Chúa Giêsu qua một bên. Amen. Amen. Cái tiếng gà gái nó bình thường lắm anh em. Nếu Chúa Giêsu nói gì? Đến đây, con bò nó sẽ gái tiếng gà, ngươi sẽ chối ta. Tôi tin rằng phía đó, ê, chuyện này hơi lạ nha. Bò mà nó gái là hơi lạ. Tỉnh liền đúng không ạ? Nhưng mà Chúa nói rất bình thường. Đêm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ba lần không biết ta. Ông có thể tự nói là đêm nào gà chẳng gáy. Đêm nào gà chẳng gáy. Ông nghĩ đó là chuyện phím. Ông nghĩ đó là một cái chuyện không thể xảy ra cho cuộc đời của ông. Anh em có tin rằng sứ điệp này mang tính chất tiên tri không? Nếu ai đó còn quá tin mình thì coi chừng rớt vào cái bẫy như Führer. Anh em có tin rằng sứ điệp này mang tính chất tiên tri không? Có là Chúa biết sự yếu đuối của tôi và anh em không? Đừng quá say vì con người của mình, làm gì điều đó xảy ra cho tôi. Chúa nói như vậy mà Führer vẫn ngang nhiên phải không ạ? Satan rồi, Satan không sợ Satan là ai cả. Ông đó ông bà từng đuổi quỷ rồi mà, đúng không ạ? Satan là ai? Anh em, dù tôi và anh em có đuổi quỷ cỡ nào đi nữa, nhưng khi chúng ta làm theo ý riêng, khi chúng ta không còn làm theo lời của Chúa nữa, Satan vẫn cai trị tôi và anh em đó nếu không cẩn thận. Nó đánh khục chúng ta đó, đừng đùa giỡn. Có nhiều người lấy cái chuyện đuổi quỷ ra để nói gì họ vẫn còn được ơn. No, xin đừng quên điều tôi dạng. Ân tứ là một chuyện, amen. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa là chuyện khác. Chúng ta phải sống như thế nào để ngày đến Chúa nói gì ta biết con. Hallelujah. Hãy vào dự tiệc cưới với ta. Đừng sống, đừng ngồi với Chúa mà Chúa nói gì ta không biết người. Người nói con đã từng nhân Chúa đuổi quỷ, con đã từng nhân Chúa nó tiên tri, con đã từng nhân Chúa làm phép lạ, Chúa nói ta không biết người. Quỷ nó biết người, còn ta không biết người. Chứ đừng lấy việc đuổi quỷ ra mà hơn thua với chức vụ này chức vụ khác. Amen. Chúng ta sống như thế nào, hầu việc Chúa như thế nào để Chúa biết là đủ rồi. Hallelujah. Cẩn thận coi chừng quỷ nó biết chúng ta mà Chúa không biết chúng ta. Bảy con trai tại lễ Seva, quỷ nó biết nó. Chơi việc đó mà đánh vào không ạ? Có phải không anh em? Còn nó biết Phao-lô là ai? Một con người kính sợ Đức Chúa Trời, một con người vâng phục Chúa, một con người không làm theo ý riêng của mình, một con người không say mê về tin mình nhiều hơn, giống như Simon Führer. Bây giờ chúng ta thấy cuối cùng Führer đã chối Chúa ba lần. Nhưng cảm ơn ân sủng của Chúa Giêsu, cảm ơn người thầy vĩ đại này đã kiên nhẫn và tìm lại được cậu học trò của mình. Amen. Amen. Và Chúa đứng trên bờ biển Tiberias và Ngài hỏi Simon Führer rằng, hỡi Simon, Chúa cũng gọi ông là Simon cây sậy con Jonah, người yêu ta hơn những cái này chăng? Amen. Và ông vẫn mạnh miệng anh em, vẫn mạnh miệng lắm, Chúa biết con yêu Chúa. Cho đến khi Chúa hỏi ông lần thứ ba thì ông bắt đầu suy nghĩ. Amen. Chúa bắt đầu hỏi ông lần thứ ba thì ông bắt đầu suy nghĩ. Anh em yêu dấu của tôi, chúng ta đi tiếp. Sự yếu đuối này bắt đầu nó càng lộ ra nữa anh em. Câu số 35. Sau khi Ngài nói chuyện với Führer xong, Ngài cảnh báo ông xong, Ngài cho ông biết rằng trước khi gà gáy, ông sẽ chối Ngài ba lần. Ngài quay lại với những sứ đồ còn lại. Amen. Amen. Ngài nói gì à? Khi ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bì, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không? Họ trả lời gì anh em? Không thiếu gì cả. Không thiếu gì cả. Anh em để ý cách họ trả lời nha. Sau đó chúng ta thấy rằng là họ trả lời thật hay là trả lời dạ. Trong đó có những người thật, và trong những người Chúa kêu gọi làm sứ đồ cũng có những người rất sống giả dối với Chúa. Và chúng ta thấy gì xảy ra đây? Sau lời họ trả là không thiếu gì cả. Câu 36, Ngài phán, nhưng bây giờ ai có túi bạc hãy đem theo. Anh em để ý nha, ai có túi bạc hãy đem theo.
Ai có bao bì cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua gươm. Anh em này, Chúa biết hết. Thế anh em rằng 12 sứ đồ đi với Ngài, Ngài bảo là khi đi, mặc đúng một áo, mang dép, cầm gậy, không được đem theo tiền bạc, không được đem theo vàng. Amen. Cho tất cả chị, amen. Không được đem nhét tiền ở trong cái dây lưng. Ngày xưa dây lưng là họ có một cái túi tiền ở đó và nhét ở đó. Chúa bảo họ rất rõ điều kiện để đi theo Ngài. Và bây giờ Chúa nói nè, có ai không có tiền? Có ai không có bao bì? Và Chúa nói bây giờ ai có túi bạc? Ai có túi bạc? Hả? Rồi gì nữa? À, ai có bao bì cũng vậy. Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. Chúa nói rõ luôn vậy đó. Thế anh em rằng là Chúa cổ vũ để họ đem theo tiền à? Chúa cổ vũ họ mang theo gươm à? Chúa cổ xế để họ có tiền à? Có phải như vậy không anh em? Có phải như vậy không? Thế thì tại sao Chúa nói điều này? Bởi vì Chúa biết 3 năm rưỡi đi theo thầy, Chúa biết rất rõ có những người đã lén lút đem theo túi tiền. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Có những người lén lút giấu gươm trong áo. Có những người lén lút đem theo 2 bao bì để lấy đồ người này, lấy đồ người kia, nhét đó. Và người Do Thái người ta có cái áo rộng lắm, có cái áo nó lớn lắm, rộng. Để giấu đó, để làm gia tài, hay là xin lỗi, ăn cắp đồ người khác, giấu trong người của mình. Chúa biết sự yếu đuối. Ta tôi nói chạm em. Chúa biết sự yếu đuối của tôi và anh em. Chúa biết một luôn. Chúa biết ai ở đây đi với Chúa mà vẫn còn ăn cắp vặt. Chúa biết ai ở đây vẫn còn chôm sọ bóng của người khác giặt đồ. Chúa biết ai ở đây vẫn còn lấy bịch cà phê của người khác. Chúa biết ai ở đây lấy sữa chua ở trong tủ lạnh. Chúa biết ai ở đây làm những điều gì, Chúa biết hết. Nhưng mà có nhiều khi Chúa không nói, cái chúng ta nghĩ rằng không có gì hết trơn. Không có gì hết. Không có gì hết. Và bây giờ chúng ta để ý nè. Chúa nói, nhưng bây giờ ai có thứ bạc hãy đem theo, ai có bao bì cũng vậy, hãy ai không có gươm hãy bán áo ngoài mà mua. Câu 37, vì ta bảo các con lời kinh thánh này phải được ứng nghiệm trong ta. Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp. Thật vậy, lời chép về ta đang được ứng nghiệm. Họ thưa rằng, lạy Chúa, có 2 thanh gươm đây. Anh em, ở đâu có 2 thanh gươm đấy? Rõ ràng, họ đã không đáp ứng một cách trọn vẹn, hoàn hảo lời của thầy kêu gọi. Amen. Đó là đi đường không được đem theo cái bất kỳ gì. Gươm, tiền bạc, bao bì không được đem theo. Amen. Nhưng mà có thể mang theo đồng 16. Chúa Giêsu báo cho họ biết rằng thầy sẽ lên Jerusalem, thầy sẽ bắt trong tay các thầy tư lễ, thầy bị đánh, bị đập. Phi-rơ là người đem riêng Ngài ra phải không ạ? Amen. Và có thể sau câu chuyện đó, Phi-rơ đã lén lút vì cái áo, có cái áo ngoài mà. Ông đã lén lút giấu 2 thanh kiếm ở bên trong người của ông. Và bắt đầu sự yếu đuối, nó trần truồng, nó lộ ra. Các bạn không anh em? Chính ai chém đứt lỗ tai của đầy tớ Măng Chu vậy? Simon Phi-rơ. Anh em, bao nhiêu người ở đây bắt đầu chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của chúng ta như là sự trần truồng, sự lõa lồ trước mặt Chúa. Chúa thấy hết tất cả sự yếu đuối. Chúa thấy hết tất cả những điều bất khiết. Chúa thấy tất cả những điều cách sống, nếp sống, sự giả hình. Chúa thấy hết tất. Chúa không bao giờ cổ xuế chúng ta đem theo tiền. Nhưng mà tín đồ, những sứ đồ thời kỳ ân điển này, có nhiều người không phải đem theo tiền mà còn dạy người ta làm ra tiền bằng cách Bitcoin, bằng cách đồng tiền ảo, bằng cách chơi lô đề, bằng cách hàng đa cấp.
bằng cách buôn bán bất động sản, bằng cách lấy tiền hội thánh mua đất đai. Anh em nó kinh khiếp lắm. Nó kinh khiếp lắm. Có một số hội thánh bên nước ngoài, vì lãnh đạo đã được ơn mà nói gì, bây giờ Chúa hiện ra, Chúa nói với tôi rằng tôi cần một chiếc bay. Tôi cần một chiếc máy bay 80 triệu đô la. Thế họ bắt đầu nói, ban điều hành nói với giữa hội thánh. Thế người ta biết gì? Không phải họ bỏ tiền túi ra mua đâu, mà họ bắt nhà thờ bỏ tiền ra 80 triệu đó mua máy bay cho họ bay đi. Trong khi đó biết bao nhiêu trẻ em mồ côi trên khắp năm châu bốn bể này vẫn còn đói nghèo, phải không? Có phải không? 80 triệu đó để xây bệnh viện giúp đỡ cho những trẻ em đường phố được không? Hả? Ô, xây những nhà tình thương cho những trẻ em cô đơn, những người quá bộ giúp họ về, để họ biết tình yêu của Chúa được không? Và tại Việt Nam này ngày hôm nay cũng vậy. Anh em, đừng bao giờ tìm kiếm vật chất. Bởi Chúa kêu gọi các sứ đồ, Ngài không trả tiền lương cho tôi nghe chứ, amen. Amen. Ngài không trả tiền lương, Ngài nói gì? Ai làm việc thì hưởng được đồ ăn mình. Khi tôi bắt đầu thiếu thốn anh em, tôi xem lại một tuần qua tôi có giảng không? Tôi nói thật luôn anh em ạ. Tôi thiếu thốn, tôi không nhận thấy sự tiếp trợ của Chúa đến với tôi. Tôi xem lại 5 ngày qua, 3 ngày qua, tuần lễ qua, 10 ngày qua, mình có đang hầu vì Chúa không? Và nếu tôi không hầu Chúa, bảo đảm Chúa không nuôi tôi. Vì người giảng tin lành sẽ nuôi mình bằng tin lành. Amen. Khi nào tôi còn phục vụ Chúa bằng cả trái tim, Chúa cũng nuôi tôi bằng cả trái tim vĩ đại của Ngài. Hallelujah. Chúng ta xem lại đi. Tại sao đời sống của mình nghèo nàn, khổ hạnh, bất hạnh? Chúng ta có thử mình có thật sự phục vụ Chúa đúng là hầu Chúa, không đòi hỏi quyền lợi gì hết từ nơi Ngài. Tôi chưa bao giờ tôi đặt vấn đề với Chúa để Chúa kêu gọi con, Chúa cho con chiếc xe. Không bao giờ. Tôi chưa bao giờ nói Chúa kêu gọi con, Chúa cho con một cái nhà. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Chúa kêu gọi con, Chúa phải làm cái điều này. Không. Không. Nhưng ngược lại, tôi nói với Chúa, xin Ngài giết chết tất cả những điều gì không xứng đáng trong con. Giết chết nó thì Chúa yêu của con. Xin giúp con làm giết chết nó để những điều của Chúa đến với đời sống của con. Và tôi đã đến nhiều lần với Chúa. Con không nói Chúa cũng biết, nhưng con nói để Chúa thấy lòng của con chân thật. Đó là con rất nhiều sự yếu đuối. Có ai đây giống tôi không? Sứ đồ Phao-lô mà cũng nói có ai yếu đuối mà tôi lại không yếu đuối ư? Anh em một lần nữa trong sứ điệp này, tôi kêu gọi anh em, Chúa biết sự yếu đuối của mỗi chúng ta. Chúa biết hết. Chúng ta không cần nhắn tin với Ngài đâu, amen. Amen. Chúa đấng toàn tri, Ngài biết hết. Nhưng Ngài đang xem chúng ta xử lý điều đó như thế nào. Đừng chủ quan như Simon Peter. Đừng ỷ lại, đừng say mê cái men đó là lòng nhiệt tình của mình, amen. Tôi đã từng nhìn thấy có nhiều người nhiệt tình cho công việc Chúa, nhưng cuối cùng họ là kẻ phá hoại công việc Chúa nhiều nhất. Tôi đã từng thấy những con người như vậy. Họ nhiệt tình lắm anh em. Nhiệt tình lắm, rất nhiệt tình. Nhiều con người khác phải ngạc nhiên sự nhiệt tình của họ, nhưng chính họ là người phá hoại công việc của nhà Chúa. Bởi vì họ say mê, họ lấy cái nhiệt tình để làm thước đo giữa họ với Chúa, amen. Amen. Kiêng ăn không phải là thước đo của chúng ta với Chúa. Ân tứ không phải là thước đo của chúng ta với Chúa. Amen. Nhưng bông trái thánh linh mới là thước đo. Mối quan hệ của chúng ta trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, sự thánh khiết yêu thương, đó mới gọi là thước đo của chúng ta với Chúa, amen. Amen. Chứ không phải ân tứ, không phải quyền năng, không phải mở được bao nhiêu hội thánh, amen. Amen. Không phải chúng ta đi học nước ngoài hay làm cái gì đó, không phải. Cho nên giờ này tôi kêu gọi anh em, chúng ta đang ở trong cái tuần mà người Công giáo gọi là tuần thánh. Như tôi nói anh em ngay ngày hôm nay, theo hành trình đấy, thứ năm là bắt đầu Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane, amen. Và tối hôm nay Ngài bị bắt, Ngài bị đánh, Ngài bị tra tấn. Và cái đau lớn nhất đó là những điều gì ta vừa học xong này, nó diễn ra trước mắt Ngài, amen. Amen. Phi-rơ nói con đồng tù, đồng chết với thầy. Nhưng khi thầy bị bắt, Kinh Thánh chép rằng ông đi xa xa phải không ạ?
Amen. Chúa Giêsu vác thập tự giá đi túc ngoài kia, ngoài cầu đó. Ngài bị đánh tái lên tái xuống. Máu gai mỗi lần Ngài tái xuống, máu gai đấm vào đầu Ngài. Những cái gai đấm vào đầu Ngài, máu đổ ra. Quân lính đạp Ngài, cầm những roi quất vào Ngài, Ngài tái lên tái xuống. Những Phi-rơ thì có người đã nói, con đồng tù đồng chết với Thầy, thì đi gần một cây số. Ông sợ bị liên lụy. Ông sợ bị giống như Thầy của mình sợ. Và khi Chúa Giêsu vào sảnh đường Phi-lát, trước khi Ngài bước ra để lên đồi Gô-tha sáng thứ sáu, Kinh Thánh kết thúc trong tin lành rằng Chúa Giêsu đi ra, ông đi vào, và Chúa Giêsu yên lặng không nói ông một tiếng gì cả. Chúa Giêsu đi qua ông, và ông đã chạy ra bên ngoài, úp mặt vào tường và khóc lóc một cách thảm thiết, bởi vì ông nhớ lại Chúa Giêsu đã cảnh báo mình, amen, đó là trước khi gà gái ngươi chối ta ba lần. Nhưng ông đã không tin, phải không ạ? Anh em đừng tin mình quá, đừng quá tự tin. Anh em sẽ giết chết chúng ta đó. Amen. Kinh Thánh nói ai nói mình đứng hãy giữ kẹo. Nga. Xin mời Thánh đọc đứng lên. Mỗi chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta để lời của Chúa hôm nay, như tôi đương lúc giảng, tôi có nói với anh em, đây là sứ điệp mang linh ý lời tiên tri, lời tỏ ra của Chúa. Chúa biết sự yếu đuối của mỗi chúng ta, rất cá nhân. Mỗi một chúng ta đối diện với lời của Chúa, suy gẫm trước khi dâng lời cầu nguyện. Coi mình có tự tin, có ngủ quên trong sự chiến thắng không? Trước những lời hứa, trước những lời tiên tri mà có thể lắm những ngày qua các tôi tới Chúa khác đặt tay vào cầu nguyện nói, chúng ta là con người đặc biệt, chúng ta là sứ giả phấn ngân, hay là chúng ta là người rất nổi tiếng của Chúa. Giống như các sứ đồ, họ vui hưởng cái lời khen mà Chúa Giêsu nói, các ngươi đã gắn bó ta trong mọi sự thử thách ta. Này, ta ban vương quốc của ta cho các ngươi như cha đã ban cho ta, để các ngươi ăn uống chung bàn với ta và đồng ngồi trên ngôi để cai trị 12 chi phái Israel. Họ đã ngủ quên trong sự chiến thắng đó. Họ ngủ quên trong cái lời rất độc đáo đó. Anh em, có phải chúng tôi và anh em ngủ quên trong ân tứ, trong ơn mà Chúa ban cho chúng ta không? Chúng ta có thật sự nghiêm túc soi mình vào lời của Chúa hôm nay không? Chúng ta là hòn đá hay là cây sậy? Chúng ta mạnh đủ hay là chúng ta yếu đến mức trước sự cám dỗ? Ma quỷ chưa thật sự đến gần đâu, nó mới chỉ đến tư tưởng thôi, thì chúng ta đã ngã quỵ như một người cầm cái sậy bẻ cái rốt gãy ngay. Chúng ta có thật sự nghiêm túc để nhận diện được đó là sự yếu đuối, sự bất toàn, sự bất toàn, sự không hoàn hảo trong tôi và anh em không? Đừng chủ quan. Hãy biết kẻ thù địch của chúng ta là Satan. Đừng đùa giỡn với nó. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đuổi quỷ. Đừng nghĩ rằng mình đã từng giảng. Đừng nghĩ rằng mình đã cầu nguyện cho người khác được chữa lành. Đừng nghĩ rằng mình đã từng hướng dẫn thờ phượng. Đừng nghĩ rằng mình đã từng làm điều này, là từng làm điều kia. Đừng nghĩ rằng mình đủ mạnh rồi. Satan đòi sàn sảy các con như hạt lúa mì. Những ngày qua Chúa Giêsu ngồi bên Đức Chúa Trời toàn năng, và Ngài tiếp tục cầu thay cho tôi và anh em, để đức tin của tôi và anh em không thiếu. Đức tin phải có cái mức độ của nó, dù là hạt cải nhưng nó phải là nguyên hạt chứ không phải là nửa hạt. Anh em ơi, hãy suy xét, hãy suy gẫm. Có ai ở đây nói rằng con là mạnh mẽ, con chưa từng yếu đuối, thì coi chừng ngày hôm nay
sự yếu đuối bắt đầu xảy ra. Không phải một mình Simon Phêrô yếu đuối mà thôi, nhưng những sứ đồ còn lại, những học trò của Ngài còn lại trong đó là bài học của tôi và anh em. Chúng ta có thể đem theo những điều mà Chúa cấm, chúng ta vẫn đem theo những điều mà giới mạng của Chúa không cho phép. Xác thịt, tư dục, dâng dâm, ô uế, ham sắc, ham tiền bạc, tìm kiếm danh lợi quyền, tìm kiếm sự vinh hiển cho mình, tìm kiếm sự tôn trọng cho mình, mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến Chúa Giêsu Christ. Chỉ một mình Ngài đáng được những điều đó. Các con ơi, hãy hạ mình xuống và cầu nguyện với Chúa. Chỉ có mình Chúa đấng cầu thay cho tôi và anh em, để giúp chúng ta đức tin không thiếu thốn. Chúng ta đủ năng lực từ Chúa để chúng ta thắng hơn, để chúng ta còn đi tiếp được với Chúa. Và sau đêm đó Chúa nói điều này, có Judas Iscariot cũng nghe nữa đó. Dù ý định của Ngài, học trò sẽ phản Ngài, nhưng bài học đó cũng nhắc nhở cho chúng ta, Judas đã bỏ ra ngoài tai lời tỏ ra của thầy mình, ông vẫn tự tin. Và tiền bạc, ông cần tiền nhiều hơn cần thầy của mình. Anh em hãy tự đặt câu hỏi rằng những ngày qua ta cần gì hơn Chúa? Nếu ta cần gì hơn Chúa thì cái đó là thuốc của chúng ta mất rồi. Và các anh em hãy cầu nguyện. Shama karama karama karama. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục bày tỏ. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục tỏ Ngài ra qua lời của thầy chúng con là Chúa Giêsu. Điều gì Kinh Thánh đã chép lại không phải để cho một câu chuyện chúng con nghe mà thôi, nhưng lời của Chúa luôn nhắc nhở rằng những điều đó, nếu chúng con không cẩn thận, chúng con sẽ rơi vào sự yếu đuối giống như Simon Phêrô. Chúng con rơi vào sự chủ quan, chúng con rơi vào sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng con tự cho mình là mạnh mẽ đủ và không còn lắng nghe Ngài nữa. Chúng con say mê về tự tin chính mình hơn là tin lời của thầy mình là Giêsu. Chúa xin đừng để chúng con bán Chúa, xin đừng để chúng con chối Chúa, xin đừng để chúng con tham lam tiền bạc hơn sự hiện diện của chính Ngài, xin đừng để chúng con tìm kiếm vật chất hơn tìm kiếm chính mình Ngài, xin đừng để chúng con tìm kiếm sự vinh hiển lẫn nhau. Xin đừng để chúng con tự hào vì những điều gì mà Chúa đã dùng chúng con làm trong những năm tháng qua. Chúa ơi, hỡi Chúa, xin giúp chúng con, giúp chúng con. Xin đừng để chúng con yếu đuối. Sự yếu đuối của chúng con giống như Ngài nói với thánh Laodice, ngươi không biết mình lõa lồ trần truồng. Chúa ơi, trước mặt Chúa, Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự yếu đuối bất toàn của con và anh em con. Hỡi Chúa, chỉ có Ngài và chỉ duy Ngài mà có đủ thẩm quyền làm cho những sự yếu kém của chúng con trở nên mạnh mẽ, những điều bất toàn của chúng con trở nên giống như chỉ một mình Ngài. Có như vậy chúng con mới đi tiếp được với Ngài, có như vậy chúng con mới hầu về Chúa, có như vậy chúng con mới làm cho Chúa được vinh hiển và cả sáng trên trần gian này. Hỡi Chúa. Hallelujah. Xin chạm đến lòng của chúng con qua lời của Ngài hôm nay. Xin chạm đến chúng con. Xin cứu chúng con ra khỏi sự tự tin đến mức chúng con còn không tôn trọng lời của thầy mình nói là Chúa Giêsu qua Kinh Thánh. Chúa xin giúp chúng con, giúp cho con, anh em con. Hãy cầu nguyện anh em. Có ai nhìn thấy như
tôi đã nhìn thấy. Và tôi tin lời của Chúa là sự sáng. Khi lời của Chúa chạy vào lòng của chúng ta, sẽ rọi chiếu những yếu đuối, những bất toàn. Và không điều gì, không tội lỗi nào quá lớn đến mức độ Chúa Giêsu chưa chết để đền tội cho chúng ta. Trong sự chết của Chúa Giêsu vì tội lỗi của thế nhân này, Ngài cũng đã chết đền tội cho sự phản bội của trò mình Judas Iscariot. Nhưng đáng tiếc đó là Judas đã không quyết định ăn năn. Ông đã không kết quả xứng đáng với những điều gì. Ông ném tiền trở lại vào thành thánh. Và ông đã không kết quả xứng đáng bằng cách ông đã tự xử chính mình. Cái đó mà ông không được tha thứ. Anh em ơi, lời của Chúa hôm nay không đem đến sự định tội, không đem đến gieo đắc sự mặc cảm đâu. Nhưng lời của Chúa sẽ nâng chúng ta lên trong mùa thương khó được. Amen. Lời của Chúa đem tôi và đem ra khỏi sự yếu đuối, ra khỏi sự trần truồng, ra khỏi những điều không xứng đáng. Amen. Hallelujah. Thần linh ơi xin tác động, thần linh ơi xin tác động. Xin tác động, xin tác động Chúa ơi. Có anh em nào cầu nguyện không? Hãy lớn tiếng cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho anh em của chúng ta là những người mà Chúa đặt để trong lòng của chúng ta giờ này. Hãy cầu nguyện cho. Có ai được Chúa tác động không? Có ai được Chúa cao trách không? Tôi tin rất nhiều anh em phải không? Vì cái đó tôi kêu gọi hãy nhanh chóng, hãy đáp ứng. Hãy chạy nhanh đến ngai thi ân của Chúa. Vì chỉ có tại nơi ngai thi ân của Chúa, ngai mà ân sủng của Chúa luôn luôn tuôn đổ, tại nơi đó chúng ta tìm được ân sủng giúp đỡ chúng ta trong thời giờ có cần, thời giờ này đây. Tại nơi đó chúng ta nhận được sự tha thứ. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.